Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay là gia đình em chuẩn bị đi biển, cho nên ngày em phải thức sớm, 7 giờ. Bây giờ là hiện tại là 7 giờ 20. Em đang thức dậy và làm đồ ăn sáng cho tất cả mọi người. Rồi. Và pha cà phê cho tất cả mọi người nha. Ok, bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Bây giờ em đang chiên spam và chiên trứng cho tất cả mọi người ăn. Và đây là nui, em có xào thêm miếng nui xào thịt cho Henry ăn để đi dọc đường sợ em bị đói á, và sợ mình không có tìm được quán ăn á. Rồi bây giờ sau khi nạp năng lượng xong thì bắt đầu chuẩn bị anh em đi câu cua mọi người. Bây giờ mình sẽ đổi cái chiến lược là đi câu cua trước khi đi tắm biển. Ngày mai mình mới đi tắm biển nha mọi người. Đó. Có bà ngoại nữa, chút nữa bà ngoại đi. Bây giờ đi câu cua. Đem đồ đi, đi nè con. Câu cua. Ok, đi đâu vậy? Cái gì vậy cô Lo? Cô Long ơi, cái gì vậy? Ok, bây giờ tắt đèn. Cái gì? Cô chú anh chị ơi, em đang thuộc pizza nè cô chú. Ghê chưa? Đó. Con thuộc đi. Ui trời. Khi em thấy cái bàn pizza thì bắt đầu em rất là mê nha mọi người. Qua đầu em làm cơ thủ rồi đó, bắn bi. Đó, các bạn thấy. Em đang thuộc bi da. Cái em tập thuộc, cái anh cũng thuộc nữa mà. Anh dành. Đó, vô anh rồi. Khóc, anh chơi thuộc gì đó. Nè con, lại thuộc bi da đi con. Thuộc lỗ, thuộc chưa, cho nó vô lỗ đi. Đó, đó thuộc vô, thuộc vô. Đúng rồi. Rồi, mạnh lên. Thuộc xong. Ê tầm bậy, no, không có đập. Thuộc xong rồi chạy cái bàn của ta hết đi. Cái bàn này không có điện. Còn bàn kia, bàn chuyên nghiệp ở dưới này người ta có cái lực ma sát á. Cái banh này nó chạy mướt lắm. Con này bàn dành cho nít chơi mini. Củi giả các bạn ơi. Củi giả để cho có kiểu vậy. Đốt được luôn, để cái kiểu vậy. Không, cái lò là lò thiệt nhưng mà củi là củi giả. Đốt được luôn, đốt cháy luôn. Cũng cháy luôn. Đây là đồ mỗi lần mà chị em mình đi chơi đó các bạn. Trời ơi, thấy không? Đồ ăn ngập tràn. Bây giờ thì gia đình của mình đang hướng dẫn chạy xe để chuẩn bị đi câu cua. Và tính toán như thế nào đó để cho là mình đi về cho nó kịp giờ để ăn uống, hoặc là tiết mục kế sẽ là gì đó tất cả mọi người. Và bây giờ gia đình mình đã xuất phát rồi các bạn. Đi đến chỗ câu cua. Thì đến đây lúc mà mình câu á, mình có quay video nhưng mà mình quay bên cái máy cơ, cho nên mình sẽ up video đó qua một cái video khác nha các bạn. Và video này là mình sẽ quay tất cả một cái ngày đi chơi của gia đình mình như thế nào nha các bạn. Đó, sau khi câu cua xong thì chị em mình đi về. Đây là vùng ngoại ô ở Maryland. Và cái luống mà các bạn đang xem đó là luống đậu phộng đó các bạn. Rồi mình đi dài dài thì các bạn sẽ thấy được những ruộng bắp nữa các bạn.
đó là bắp á. Bạn xe mua trần mình nhớ xíu à. Anh chiếc xe mua trần này nè anh là đời mấy vậy anh? Nhớ xíu rồi, đồ cổ. Giỡn mà chiếc Kodiak chiếc thường mà. Đồ con nít chạy hả? Ừ, chiếc này có mấy chục ngàn. Nhìn mắc cười quá, nhớ chiêu chiêu. Nhìn như đồ, nhìn như đồ con nít. Có hai ghế không hay lết sợt đó? Không, chiếc Kodiak chị thấy cái hiệu bên hông không? Cái thằng quỷ xe trắng vô duyên. Bây giờ thì mình đã về tới nhà rồi các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái khung cảnh ở ngoài vườn như thế nào nha mọi người. Hello mọi người, bây giờ thì chiều mát mát rồi thì mình mới dám ra ngoài sân và dẫn tất cả mọi người đi vòng vòng nha. Đây là cây này á, mình bảo đảm với nhiều người là sẽ gọi là cây chanh. Cây chanh này, cây chanh kia. Nhưng mà các bạn biết cái cây này gọi là cây gì không? Cây này là cây trúc. Trúc C-H-U-C. Trúc. Giống như là chúc mừng á. Là cây này là cây trúc chứ không phải là cây chanh nữa các bạn. Và cái trái nó giống như trái chanh gì đó. Và cái vỏ nó dày và nó xù hơn. Nhưng mà cái mùi nó thơm nồng hơn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi tiếp ra phía sau nữa ha các bạn. Giờ mình sẽ quay cho cả mùi xem ha. Ở bên đây mình mới phát hiện ra được một cái cây. Trời ơi cỏ nè, cỏ cao quá. Ok, qua đây. Mong là đừng có con gì nó cắn mình đi. Các bạn coi mình là cái đầm, nó hơi dài. Nè mọi người, ở đây là cây lê. Cây lê, các bạn thấy không? Cây lê quá trời trái luôn. Mình sẽ quay cái camera lại cho các bạn xem nha. Đây nè mọi người, trái nhiều lắm luôn các bạn ơi. Nhưng mà nó còn nhỏ à, nó bị sâu hết trơn rồi. Đây các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái này nó chín rồi mọi người ơi. Đây nè, nó vàng hết rồi các bạn. Nó bị sâu nữa. Bị sâu rất là nhiều luôn. Đây nè. Nè mọi người thấy không? Nó chín rồi nè. Nè nó sâu nè các bạn. Nó hồng. Khó bẻ quá. Nè sâu nhiều quá các bạn ơi, là chứng tỏ là cái cây này không có phân bón trừ sâu cho nên nó rất 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 là nhiều sâu. Các bạn thấy không? Và nó cũng hơi đẹp nữa các bạn ha. Mình không biết là cái giống này nó đẹp hay là do là cái trái nó giống như là cái trái nó nhỏ hay là giống nó đẹp nữa, mình cũng không biết nữa. Thì ở bên đây mình mới phát hiện ra được thêm một cây hồng nữa các bạn. Trời ơi, chuồng chuồng con nào nấy. Chuồng chuồng trâu bự bự không các bạn ơi. Chuồng chuồng trâu, đây là cây hồng. Nè các bạn thấy mấy con chuồng chuồng không? Chuồng chuồng không cánh mà bay. Bắt chuồng chuồng cắn rúng. Cho biết bơi. Nè các bạn, đó. Quá trời. Quá nhiều luôn, cái cây này nhiều mà nó sâu nhiều quá các bạn, cái lá nó sâu quá trời. Ở đây nó có sâu quá. Bên đây mình cũng phát hiện ra có một cây hồng. Có một cây hồng đó các bạn. Đây. Mà cây này nó không có trái mấy. Có mấy trái leo que các bạn. Có lẽ là ở đây ảnh không có xịt thuốc á và sâu thì nhiều cây nó qua quá cho nên nó ăn cái cây tơi bời qua lá thôi. Trời cây liễu nhìn đẹp không các bạn? Các bạn nhìn cây liễu nè. Wow. Nhìn đẹp ha. Cái này mình nở hoa nó hết sảy ha các bạn ha. Nè, khung cảnh buổi chiều bên Mỹ nè mọi người. Đẹp ghê. Đây là cái khung cảnh của nông trại ở bên Mỹ đó mọi người. Các bạn thấy được một sự yên bình. Này các bạn nhìn thấy chuồng chuồng không? Rất là nhiều chuồng chuồng luôn mọi người ơi. Chuồng chuồng bay quá trời luôn rồi nè. Con chuồng chuồng trâu không luôn các bạn. Bự không à. Và đó các bạn thấy không, cái nhà ở bên Mỹ mà cái nhà này là nhà ngoại ô. Nó rộng và lớn lắm các bạn. Đó. Và mình đứng ở đây á, cái phía bên đây á các bạn, đây là nguyên cái dãy chuồng gà. Đây là một dãy nữa, hai dãy.
và bên đây nữa các bạn, đây dãy nữa, ba dãy, và ở đây có tất cả là 8 dãy chuồng gà như thế đó các bạn. Thì chắc mình một chút xíu nữa mình sẽ làm cái video riêng về cái đó. Các bạn, đây là diều hâu nè các bạn, nó đang quần quần để nó kiếm gà chết ăn các bạn. Vì ở đây cái chuồng gà sáng là cái anh ảnh sẽ đi thu gom những con gà mà bị bệnh hoặc là những con gà mà nó chết, nó bị đè rồi đó, nó yếu mà nó bị đè đó, thì ảnh sẽ quăng ra ngoài đó, sẽ quăng phía bên kia và nó sẽ lại nó lụm nó ăn. Các bạn thấy không, coi nè, là sáng nào nó cũng bay quần 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 ở trên bầu trời, các bạn thấy không, quá trời luôn đó, mọi người thấy không, kinh khủng không. Ở đây nó có thức ăn cho nên nó cứ lại đây nó sống vậy đó. Bây giờ em sẽ thân chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho em nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.